Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Trong video hôm nay chúng ta tìm hiểu bài số 52 luyện tập trung vở bài tập môn toán lớp 4 bộ sách kết nối. Rồi, bây giờ thì các em hãy mở sách của chúng mình ra trang số 53 nào. Chúng mình sẽ đến với cái bài số 1 này, quanh vở chữ đặt trước cái câu trả lời đúng. Như vậy ở đây, người ta cho robot cùng các bạn tham gia giải bóng đá ở cấp trường. Số điểm mà mỗi bộ nhận được cho một trận thắng, trận hòa, trận thua, lần lượt là thắng này sẽ được 3 điểm này, hòa được 1 điểm này, và thua là mấy? 0 điểm. Cho biết dãy số liệu về số điểm mà đội của robot nhận được sau 6 trận vòng bảng như sau. Đó, như vậy 3 điểm này. Đấy, 3 điểm thì đây sẽ là một thắng này. Đấy, chúng ta chú ý này, các em đánh luôn nhá, thắng này. 0 điểm là thua này. À, như vậy chúng ta phải ghi rõ tên ra mới được nhỉ, chứ T này nó trùng nhau. Thắng nhá. Thắng thì thầy ghi chữ TH đi. Rồi, 0 điểm này. Đây là thua đúng không? Một điểm là hòa này. Một điểm nữa là hòa này. Ba điểm đây là gì? Thắng này. Ba điểm nữa đây là gì? Thắng này. Rồi. Hỏi đội của robot đã giành chiến thắng bao nhiêu trận? Như vậy mấy trận? Một trận, hai trận, ba trận. Đúng không? Như vậy đội của robot thắng mấy trận nhỉ? 3 trận, vì có 3 trận 3 điểm. Ok. Rồi, bài số 2. Robot ghi chép số củ cà rốt mà con thỏ của robot ăn trong 5 ngày và vẽ lại thành biểu đồ cột. Hãy hoàn thành cái biểu đồ. Đấy, đây. Các em quan sát này. Số củ cà rốt con thỏ đã ăn. Đây là gì? Số củ. Và đây là số ngày, có 5 ngày. Câu A thì yêu cầu cái gì? Là hoàn thành, đúng không? Đó, vậy thì chúng ta nhìn nè, ta đã làm mẫu này. Ngày thứ nhất ăn 3 củ này. Ngày thứ hai mấy đây? 4 củ, đúng không? Ngày thứ ba ăn 6 củ. Ngày thứ tư lại có mấy củ thôi? 4. Ngày thứ năm 3 củ. Ok chưa? Xong nhá. Rồi câu B. Dựa vào cái biểu đồ viết câu trả lời. Vào ngày nào con thỏ ăn nhiều cà rốt nhất? Hôm đó con thỏ ăn bao nhiêu củ? Như vậy các em nhìn vào đây thôi. Ngày nào cao nhất? Ngày thứ ba, đúng không? Và nó ăn mấy củ? 6 củ. Ok, các em viết câu trả lời. Vào ngày 3 thì con thỏ ăn nhiều cà rốt nhất. Được chưa? Hết câu thứ nhất nhé. Hôm đó đấy, con thỏ ăn bao nhiêu? 6 củ. Quá đơn giản. 6 củ gì? Cà rốt. Đấy, ghi cho rõ luôn, giấy còn dư mà. Rồi, ý tiếp theo nào. Trung bình mỗi ngày con thỏ ăn bao nhiêu củ cà rốt? Như vậy đây lại là toán gì? Trung bình cộng. Đấy, các em ghi ra. Ta sẽ lấy gì? 3 cộng 4 cộng 6 cộng 4 cộng 3. Đó. 3 cộng 4 cộng 6 cộng 4 cộng 3 nhá. Nhớ nhá. 3 này cộng cho 4 này cộng cho 6 này cộng cho 4 này, cộng cho 3 này. Hãy thầy viết cái số liệu trước để nó không bị quên. Như vậy chúng ta sẽ chia cho mấy? Chia cho 5. Được chưa? Rồi. Vậy đến đây mình sẽ để viết câu trả lời. Trung bình mỗi ngày không? Thỏ
sẽ ăn số củ cà rốt là. Được chưa nào? Đó. Như vậy chúng ta sẽ lấy cái gì? Lấy bao nhiêu? Lấy 3 cộng 4 là 7, 7 cộng 6 13, 13 cộng cho 4. 13 cộng với 4 là 17, 17 với 3 là 20. Như vậy 20 các em chia cho 5 thì được mấy nhỉ? À, 20 chia cho 5 thì được mấy củ? 4 củ. Ok. Rồi, 4 củ nhá. Và đến đây chúng mình ghi đáp số mấy củ? 4 củ cà rốt. Ok. Xong chưa nào? Rồi, sang bài 3. Biểu đồ dưới đây cho biết độ dài quãng đường đi được của rùa con sau 5 ngày tập luyện để chuẩn bị cho một cuộc chạy thi. Đó, như vậy đây là cái biểu đồ mà bạn rùa bạn ấy tập luyện nè. Ngày thứ nhất cho đến ngày thứ 5. Ok. Giờ thì yêu cầu cái gì đã nào? Dựa vào biểu đồ hãy trả lời các câu hỏi sau. Rồi, câu A. Mỗi ngày tập luyện rùa con đi được bao nhiêu mét? Như vậy ta làm mẫu này, ngày thứ nhất là 700 này. Vậy thì các em phải nhìn vào đây chúng ta mới làm được, đúng không? Ngày thứ hai mấy trăm đã nào? Điền vào đây luôn đã nhá, cho dễ đúng không? 600. Ngày thứ ba 1.400. Đấy, như vậy tiến bộ chưa? Đấy. Ngày thứ tư, đây ngày tư này, là 1.000 mấy. Ngày thứ tư là 1.000 mấy trăm? 1.640. Được chưa? 1.640. Ngày thứ năm này là 1.520 nhá. Đấy, chúng ta chú ý. Vậy ngày thứ nhất người ta đã làm mẫu cho mình đây là 700. Ok. Chúng ta điền cái số này vào cái bảng thôi. Ngày thứ hai là 600. Ngày thứ hai là 600. Rồi, ngày thứ ba 1.400. 1.400. Rồi, ngày thứ tư 1.640. 1.640. Ngày thứ năm 1.520. Đó, xong nhá. 1.520. Đấy, như vậy chúng ta đã có cái số liệu ở đây. Rồi, đến câu B. Quá trình tập luyện của rùa có sự tiến bộ đáng kể vào ngày nào? Tức là ngày nào sẽ là nhiều nhất nè? Ngày nào đây? Ngày thứ tư đúng không? Độ chênh lệch về quãng đường đi được trong 2 ngày liên tiếp là lớn nhất. À, gì đây? Ngày nào độ chênh lệch về quãng đường đi được trong 2 ngày liên tiếp lớn nhất là bao nhiêu? À, thì hiểu rồi. Như vậy chúng ta sẽ thấy này, trả lời câu thứ nhất trước đi. Quá trình tập rùa của luyện có sự tiến bộ đáng kể vào ngày nào? Đó. Như vậy là có sự tiến bộ. Tại vì người ta chừa ít nên mình ghi ngắn gọn thôi nhá. Có sự tiến bộ vào ngày thứ mấy? Ngày thứ tư. Vào ngày 4. Được chưa? Rồi, hết ý thứ nhất này. Độ chênh lệch đáng kể nhất ạ. Tức là độ chênh lệch nào thì sẽ là lớn nhất. Thì các em nhìn ở đây này. 700 với 600 này. Như vậy ngày này nó giảm đi này. Ngày này có 600 nhưng mà ngày này lên tới bao nhiêu? 1.400. Như vậy thì anh này sẽ lệch nhau là mấy? 800. Rồi, ngày 3 so ngày 4 này 1.400, 1.640, như vậy thì nó sẽ chỉ tăng được bao nhiêu? 240. Đúng không? Đúng không? Như vậy thì chỉ có ngày gì? Ngày 3 so với ngày 2 này. Đấy. Hai cái ngày liên tiếp đó lớn nhất thì chúng ta sẽ trả lời là sao? Độ chênh lệch về quãng đường
in từ từ đó là ngày nào. Ta gợi ý là độ chênh lệch về quãng đường đi được trong 2 ngày liên tiếp là lớn nhất. Có sự là như vậy chúng ta phải trả lời đây có sự tiến bộ vào ngày ngày thứ mấy? Thứ tư. Đúng không? Vào ngày 4. Hay ngày 3 nhỉ? Ngày 3 chứ nhỉ? Ngày 3 đúng rồi. Ngày 3 không phải ngày 4. Rồi. Vậy thì cái độ chênh lệch là bao nhiêu? Độ chênh lệch nào. Độ chênh lệch. Độ chênh lệch là bao nhiêu? Bao nhiêu mét nhỉ? À, như vậy các em lấy 1400 trừ trừ đi gì? Trừ đi 600. Đấy là bao nhiêu? 800 mét. Ok. Xong chưa? Rồi nhá. Câu C, trung bình mỗi ngày rùa đi được bao nhiêu mét? Như vậy đây là toán trung bình cộng. Các em lấy là ngày thứ nhất 700 cộng cho ngày thứ hai 600 cộng cho ngày thứ ba 1400 cộng cho ngày thứ tư 1640 và cộng cho ngày thứ năm 1520. Tất cả mình chia cho mấy? Chia cho 5. Rồi chúng ta viết nó ra giấy nháp đây. Như vậy 600 với 700 thì sẽ được là 1300 đúng không? Đó, 1300 cộng với 1400 thì sẽ là mấy? Quả từ từ nè. 67 là 13. Rồi cộng cho 1400 là 2007 chúng ta cộng cho 1640 thì sẽ được là 4340. Mình cộng tiếp cho 1520. À, được 5860, tận cùng là 0, chia được cho 5. Như vậy sẽ là 1172 mét. Ok. Xong chưa nhỉ? Rồi nhá. Bài 4 à. Chuẩn bị 5 lá thăm. Mỗi lá thăm ghi số, tức là 2 số 5 và 3 số 10. Được chưa nhỉ? Gập mỗi lá thăm 2 lần cho các bạn và chúng ta cho vào hộp này. Sau đó lần lượt lấy 2 lá thăm bất kỳ, tính tổng các số ghi trên lá thăm đó, ghi lại kết quả vào bảng kiểm đếm dưới đây. Sau đó cho lại lá thăm vào. Chúng mình sẽ thực hiện bao nhiêu? 20 lần như vậy. Như vậy cái phần này chúng ta có thể tự làm nhé. Đấy, ta tự làm nha. Ok. Và hẹn gặp lại các em ở trong bài số 53, khái niệm về phân số.